những bài cuối tập em rồi. Kim măng 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 chị 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 cao cái độ độ hạt nhẹ nước mắt cái khép đớp được cái khép kia nữa hả, cầm cái vòng vàng kia thì cũng chuẩn chỉ đâu. Này cháu vẫn nẹp về nữa, cháu gọi cho dặn người rưỡi gọi cho dậy rồi đi bố cái này 10 giờ về, 1 giờ về cư nay có chăm sóc chút mình. Tôi đánh miếng tóc vào đây. Tôi tự ăn một quần à? Nhìn này nữa là con nữa nào. Giờ đâu được. Đi mẹ. Chân vào đây. Này tao cảnh báo mày đừng có để chân lên đây nữa mày nhìn chưa? Bây giờ tao để đi. Thì mẹ mình mày có ý thức một tí đi. Tao không bao giờ tao để người ta nói đi nói lại. Đi mẹ. Bây giờ để làm cặc gì. Phải cả lùn. Đi bây giờ để làm cặc thì mệt người này. Tít đâu lên xẻng với em xin anh. Bốn cái tòng bạn này giờ ra không đi nữa, giờ được bốn cái tòng rồi. Nhanh quá. Tòng còn đang thí đường tuyển trưởng như thế nào đấy. Là phụ tá. Đây thì bố nó đây thì. Mày tích gì còn sao nữa. Bán tiền bán con kia nó tích 20 tiền. Đấy, bán sân tích gì còn sao nữa. Bán con kia thì hy vọng để cái game này đi. Đi ra cái này cơ, chắc ra cái này. À, cái nhà máy tài chế. Thì sao biết lòng bán gì này sẽ làm cái khác được. Don't
hai cái đường tá cho hai mày đổi loại đấy, mẹ đừng đùa. Sao tao không tao bạn à, có thể ăn một hai con rồi bạn ơi. Mạnh vậy, cái gì? Ừ, thì quá đẹp, thì bạn thắng đi bạn này. Ừ. Thì bạn thắng đỡ đẹp, thế là cái thua. Nhìn tôi đớp đi nhận ở làm khó vàng vậy. Từng con sóng xô ngoài khơi. Đại dương mênh mông hỡi em đang ở đâu? Trời xanh bao la ơi có nghe bóng em. Bài đến 9 là bán. Yêu ném con chết kìa.
được có hai ván bạn. Đấy mắn thôi. Xem cho nó chém một mình nó chém hết. Bài chả có gì mà đem vào 850 tiền đi nhỉ. Dạ. Tính đâu kìa bạn ơi. Cô nữa hai cái Neko kiểu gì để có một con bún vàng ra sao bạn có cái gì và thời gian quan hai quan nữa là bạn để tám mươi con nữa cái tiền thì vẫn
Cái thứ gì bạn này? Cái gì bạn? Ờ quên, cái khác mà mình cần cái khác. Rồi nhiều khác đúng rồi. Bọn ta tính rồi, bọn ta sẽ xin đi quyền trưởng mà sao này. Ngáo. Ngáo đi. Tao xin quyền trưởng nắp luôn cho con đấy đi. Cho con nó nắp cầm đi. Đi bán nó nắp đấy ba con được. Thì em nắp dân đi để em gì bạn. Ghi là đéo chi được giặc rồi. Đấy máu gì? Thằng nào đánh đâu? Đánh đồng bạn này. Đấy, ta được. Đi chung có tiền. Có gì ăn. Ai? Thằng nào? Rồi, đồ khác cũng đi đồ điện. Đấy, cái địt mẹ mình đi cái chiếu lại nguồn. Mạng của càng đi. Để đây xuống gì nữa. Chưa.
Đây cô lấy này dùng đây cô luôn bạn ấy địch cả đỡ cho nó đỡ luôn là bạn ấy để em địch cô dùng luôn. Chúng ta là con rồng nào, kinh khủng. Bạn có quả chiếu ác về bạn để nhà bạn thì có cơ hội ở cái sới này nữa, bạn chiếu tớ đi. Nó bắt chiếu sớm mà, nó bắt đồ, nó để. Nhà bạn ăn mình tớ luôn định thể. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này thì chịu rồi. Thằng này thì top 9 không ăn. Bài này của Thanh Tùng này thì nổi đẹp không? Nhìn mẹ bài bạn nổi độ thế mà đeo ăn được. Đầu thật luôn, cái thằng kia nó đẹp đéo. Này quá đẹp, độ quá độ rồi. Nó không có buồn được. Địt Sơn nó cấu tạo quá tân lý vai đái. Trầm cắn luôn hả? Quá bạn ơi.
toàn để 7-80 tiền không? Lên tầm 4-5 tiền thôi. 30 tiền. Bạn ơi. Hết tiền rồi bạn ơi. Sợ rồi bạn ơi, địt mẹ đánh cái trầm cảm mình. Đánh được căng thôi bạn. Ít tiền này. Vừa có 4 triệu vàng rồi. Vừa có 4 triệu vàng thì còn đâu nữa. Vừa có 4 triệu vàng á. Vừa có 4 này 1 triệu vàng thôi. Đánh là phải cân cân tí địt mẹ. Đánh toàn thua không. Mình sao không đấu đánh bài sao mà đây đấy chín toàn đéo sao được thì di chuyển nhỉ? Để tao sao được? Nhỉ? Nhẹ tao đeo một cỏ thì nhẹ nuôi lên sao mà nuôi ra được? Nhẹ bạn nó đứt một bạch một phát và cái chốt đấy làm sao mà đứt được? Cần gì phải đứt chốt bạn? Bạn để đi di chuyển của bạn này nhá. Tiền hơi cứ hơi nhấc một tay tí là nó đứt được bạn tin không? Yêu hùi, ôi chao hùi. Một lực rất nhỏ nó đất rồi chứ gì phải đến đất không phải giật thì cần mình kéo là cái đất này. Tiền bên này rồi. Kéo có. Mày giao. Trả cái gì ngọn nhỉ? Rôn mỗi chế tạo tại chỗ thôi. Người vòng đấu mà. Bây giờ mình cần nhận một tàu rồi. Đồ của oan thì đâu phải đối sáng. Đối sáng của oan, đối của oan, đối của oan. Ấy nhỉ? Ờ, đồ này được, đồ này được, đồ này được. Em xin uống đi, em xin uống thanh tiền nhảy. Quỷ à, đang quỷ à. Đéo được à? Giờ ra cái vàng vàng kia cũng ngon, cái gì cũng ngon chứ cái này. Cái ngon nhất là cái thịt nhà mình, cái hách giết người được vàng rồi. Thịt phải ạ, phải giết người được 3 vàng thôi, thịt nhà. Đỡ chơi rồi, thịt nhà tao chết riêu, đắp hai đồ này giết người được 3 vàng thôi. Thịt nhà, sướng lại cả. Ờ, đánh này làm sao nó giết được mình nữa, mới là vấn đề quan trọng gì. Đó, bạn để con Neona lên đầu kéo hết tất cả xuống. Quá hạt đủ luôn. Bắt chuột đi bạn đi.
đâu hắn xuống đặt con người đạn lên trên cho nên định nghĩa nên chịu đam giờ. Ở đây chứ ở đâu xa. Đào. Nè. Thoạt đỏ đi đi mẹ. Này trận này cũng nắm được 20 ấy thì nhỉ. Hai đồ thì phải không? Đó bao giờ thì tin tổng quả. Phải không bạn? 10 game mới được một phát. Ừ. Chỉ được 2 đồ thôi. Đánh đường dài lắm. 6 chấm, 7 chấm thì mới ra được. Đối với bạn 7 chấm mới ra được đối với bạn. Xong phát đừng nghiên cứu phim hai để áo ăn được thằng này đồ thì áo ăn được thằng này đây phọt đấy đâu phọt từ đây thì bố nó đi nó ra thì hai rồi giờ năm kim đồng bỏ vào tự nhiên lại cái đồ án nữa thì đồ án nữa thì định định quyền thoại trong tổ đánh thì đào. Cái gì nó chạy như đây. Đây chạy cái này. Bạn đã có đồ chưa rồi. Thế này có 2 từ mà đấy. Đồ xấu quá anh. Nhà bạn thấy cái đồ này bạn còn bỏ tôi bú được. Nhìn quá nhỉ. Trường người nó xạo ịn nhỉ. Cái đồ cũng kim long mà. Ta cái này thì mẹ ngẩn ngờ thì Leona cũng chết chùa mà. Chuột rồi chết được Leona khó ạ. Thằng Thanh Cu là thằng bạn này phải không? Phải không? Bạn thân biết này phải thằng thằng cu này thành thách đấu mày bảo không nhìn mẹ hai đứa có một đi để thêm đi đi thêm bên này đi mẹ kìa đỉn mẹ mày không ra con nào nữa tình phải đấy lấy mày mua rồi nghe cái đi mình chia xéo chết vãi nổ đỉn mẹ chết anh chết được nhỉ? Đéo đây cái đi chi cái gì? Đây ra mà giết chết là để chết. Mẹ à, quả đi. À cái đi thành con điếm rách này nó thượng nòng bảo sao nó ra con nào nữa.
tung 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 nó tính gì con giống này nó mạnh quá nó dám chết nhé. Nó chỉ tơn mà. Tơn mà. Một tơn nó là. Đã một vấn đề đi. Đã một vấn đề. Dẫu đi chiến thắng. Dùng này thì ăn đồ kia. Đồ đi lại. Tiêu gì. Sao nó ra không ngủ. Đi thế nào được? Đi thua đi bố ơi. Mẹ thật thành phù thì nó chuỗi thắng thì mệt. Ừ. Đưa ra là xúc tông. Chết được, chết được, giờ không chết được nhờ. Để hắn chết không phải sợ. Tháo cái nắp đồ con Neona ra bỏ ra. Tách hắn nhau ra, ủ bạn sao bị địch. Bạn ấy ngon hắn không chết. Chết rồi. Bắt cái xì bỏ con ngựa ấy đi nặng má mẹ cái xì đi. Đó là con sút nào cái gì khó khét phí mất hai vàng mày đánh phí thật vàng thật sự. Thank you.
đi ra con tao suốt nào. Thế tên anh quay bé được. Đám luôn đi bạn ấy, bạn té tiền gì vậy trời. Tiền nhiều cái đéo. Đánh đẩy máu nó đi. Đẩy máu được cặc bài không kia gì đi. Đi 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 đi. Cầm. Buồn đời nát. Đi cờ khá này. Cá được đâu
Đi xa tiền lên 9 được đi. Lòng tao thôi. Đồn tao mới lại đi. Cứ nói kinh nghiệm cho mày ra đi. Đó là gặp cái địt cụ người nữa. Đốc đốc à, cái địt tiên chi. Cái địt. Dạ. Để có đi ra hả? Thế cô là đi gì? Ừ, ra thôi đi mà, đỉnh này à.